kính chào và mời quý vị cùng cập nhật tin nóng trước giờ trưa cùng An ninh cận cảnh. Bản tin tổng hợp những thông tin an ninh trật tự, an toàn xã hội nổi bật trong 24 giờ qua lên sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Hãy cùng Tú Trinh đến với thông tin đầu tiên ngay bây giờ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến một học sinh tử vong và hàng chục học sinh khác phải nhập viện. Chiều ngày 5 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Công an thành phố Nha Trang và chính quyền địa phương điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 5 tháng 4 tại trường tiểu học Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Em học sinh sau khi ăn sáng xong vào trường thì mệt và ngất xỉu. Khi chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, học sinh đã tử vong. Sau đó có thêm 16 học sinh bị đau bụng, nôn ói, đau đầu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tại trường trung học cơ sở Trường Hưng Đạo cũng đóng trên địa bàn phường Vĩnh Trường, nhiều em học sinh được nhập viện với các triệu chứng tương tự. Em bình thường nhưng mà lúc sau thì thấy đau bụng. Muốn nôn. Có nôn không? Dạ chưa. Chưa nôn. Xong đi về nhà rồi mẹ đưa vào viện hay sao? Dạ đi về nhà rồi mẹ đưa vào viện. Giờ tại sao? Bụng còn đau á? Dạ đỡ hơn nhiều. Đỡ hơn lúc sáng. Đây là lần thứ tư cô thông báo là nhóm là cháu cũng ăn cái món đó, bạn cũng ăn cái món đó. Thành ra là bạn nó cũng bị cấp cứu ở trên tỉnh á. Mẹ thấy mình cũng lo cho nên thành ra là xin cô về sớm để chở cháu ra bên đây luôn. Tính đến 16 giờ ngày 5 tháng 4 đã có 37 ca liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 28 ca đang được điều trị trong các cơ sở y tế tại thành phố Nha Trang. Tình hình sức khỏe các em đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tích cực. Thì trong đó thì có đa phần các triệu chứng vô là vì ói, đau bụng với lại là đi lỏng. Nhưng mà triệu chứng nặng có nghĩa là đi bụng, đi cầu lỏng nhiều thì cũng chỉ có hai bé. Còn lại đa phần thì các bé có hơi đau bụng và chủ yếu là tâm lý người nhà họ lo lắng khi có những em bé mà cùng triệu chứng xuất hiện ở vào buổi sáng nay khi mà các bé ăn cùng cái những cái đồ ăn sáng ở trước trường. Thì đa phần các triệu chứng thì đều là nhẹ, chưa có những cái triệu chứng nặng. Và các bé hiện tại cũng đang được xử trí với dịch truyền. Những bé thì có triệu chứng nặng thì đang xử trí với dùng kháng sinh và đang theo dõi sát về cái tình trạng là lâm sàng, tình trạng ói, đi cầu lỏng, đau bụng của các bé. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực điều trị cho bệnh nhân và điều tra, xử lý xác định nguyên nhân vụ việc. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã họp và đưa ra kết luận trường hợp học sinh lớp 5 trường tiểu học Vĩnh Trường tử vong là gừng tuần hoàn khô khắp ngoại viện, chưa rõ nguyên nhân. Hội đồng đã đề nghị thực hiện giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh đã tiến hành giải phẫu tử thi. Sau hơn một ngày xét xử, chiều ngày 5 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tuyên án phạt 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền lên tới gần 1.200 tỷ đồng. Bị cáo cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1989, trú quận Ba Đình, bị tòa tuyên phạt 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, đồng thời phạt 30 triệu đồng xung công quỹ nhà nước. Các bị cáo còn lại ở các nhóm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hội đồng xét xử tuyên phạt từ 36 tháng tù án treo đến 39 tháng tù giam, trong đó phần lớn được hưởng án treo. Một số bị cáo bị tuyên mức án bằng với thời gian tạm giam và được tòa tuyên trả tự do ngay tại tòa. Hội đồng xét xử xác định hành vi của Thành và các đồng phạm là nguy hiểm, tạo ra hệ lụy xấu và gây tệ nạn trong xã hội. Các bị cáo có nghĩa vụ nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính. Trong đó, Thành được xác định hưởng 123 tỷ đồng, bị tịch thu xung công quỹ hơn 47 tỷ đồng, 116 lượng vàng, 300.000 đô la Mỹ và các tiền trong tài khoản. Tòa xác định chiếc xe Mercedes G63 của Thành là tăng vật vụ án và đã tuyên tịch thu chiếc xe này. Toàn bộ 4 xe sang còn lại và 2 căn chung cư đều được tòa tuyên trả lại cho gia đình Thành. Ngày 5 tháng 4, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng người Lào đang vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 4 tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, các lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp bắt giữ hai đối tượng mang quốc tịch Lào là Cơ Sòng, sinh năm 1994 và Cha Mình Vừ, sinh năm 1978, cùng trú tại huyện Khăm Cợt.
tỉnh Bô Ly Khăm Xây đang vận chuyển trái phép 36.000 viên ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Các đối tượng khai nhận đã được một người đàn ông không rõ tên tuổi thuê vận chuyển số ma túy này qua biên giới với giá tiền công là 6.000 đô la Mỹ. Bộ đội biên phòng Nghệ An đang mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Còn tại Long An, ngày 5 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thật, sinh năm 1999, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 31 tháng 3, 2024, Công an xã Thạnh Phú mời đối tượng Thật làm việc liên quan hồ sơ cai nghiện ma túy của đối tượng. Quá trình làm việc, Thật còn khai nhận vào ngày 28 tháng 3 đã đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Hương, ngụ cùng địa phương, trộm 67,8 triệu đồng để tiêu xài cá nhân, khiến đối tượng Thật đã giao nộp lại 38 triệu 487 ngàn đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt quả tang Nguyễn Thành Phi, sinh năm 1976, trú tại thành phố Châu Đốc, đang vận chuyển trái phép 150.000 đô la Mỹ qua biên giới. Trước đó, đêm 2 tháng 4, tổ công tác thuộc văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức mật phục tại khu vực phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc đã phát hiện Nguyễn Thành Phi điều khiển xe mô tô chở một bọc ni lông màu đen đang trên đường lên biên giới giáp Campuchia. Kiểm tra đối tượng, tổ công tác phát hiện bên trong bọc ni lông màu đen có chứa 150.000 đô la Mỹ. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận được một người phụ nữ thuê mang số ngoại tệ này từ Việt Nam sang Campuchia để nhận tiền công. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Phi để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm. Sau hơn 3 tháng theo dõi và giám sát, hôm qua 5 tháng 4, các đội quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh gạo nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai và Hoài Đức. Phát hiện các cơ sở này làm giả nhãn hiệu gạo SC25 Ông Cua, nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở trên có hành vi đóng gói, kinh doanh gạo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và giả mạo bao bì của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, địa chỉ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện có cơ sở kinh doanh sử dụng sàn thương mại điện tử để tiêu thụ hàng giả. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 138 bao gạo thành phẩm, hàng ngàn giỏ bao bì có dấu hiệu giả mạo, trên 26.000 tem chống hàng giả, 700 ký gạo dùng để đóng gói gạo giả mạo thương hiệu cùng các máy móc công cụ phục vụ đóng gói hàng hóa. Ngày 5 tháng 4, thông tin từ nhóm cố vấn bơm mìn tại Việt Nam cho biết, đội xử lý bơm mìn lưu động của nhóm này tại Quảng Bình vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan xử lý thành công một quả bơm lớn còn sót lại sau chiến tranh với trọng lượng khoảng 230 kg. Trước đó, chiều 4 tháng 4 tại công trường bên bờ kè sông Nhật Lệ, đoạn đường Trương Pháp, phường Khải Thành, thành phố Đồng Hới, đơn vị thi công phát hiện một quả bơm còn sót lại sau chiến tranh. Chủ đầu tư công trình đã chỉ đạo đơn vị tạm dừng thi công, di dời máy móc thiết bị nhân lực ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời phối hợp với đồn biên phòng Nhật Lệ và lực lượng quân sự tại địa phương để rào chắn bảo vệ. Nhận được yêu cầu từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, sáng 5 tháng 4, nhóm cố vấn bơm mìn đã cử đội xử lý bơm mìn lưu động tại Quảng Bình cùng các chuyên gia tới hiện trường để xử lý quả bơm, đưa về khu vực lưu kho an toàn cho quỹ nổ tập trung theo quy định. Thưa quý vị, chỉ trong 4 ngày từ 1 đến 4 tháng 4, trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn đã ghi nhận 12 trường hợp ô tô nổ lốp. Hiện thời tiết nắng gắt được cho là nguyên nhân ban đầu lý giải cho tình trạng này. Tuy nhiên, theo chuyên gia thì cần có đánh giá kỹ lưỡng về tình trạng này bởi nhiệt độ cao của mặt đường chỉ là một trong các nguyên nhân gây ra tình trạng nổ lốp. 12 trường hợp ô tô nổ lốp chỉ trong 4 ngày trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn đang dấy lên những băn khoăn lo lắng khi lưu thông trên tuyến đường này. Nhiệt độ mặt đường có thời điểm lên tới 63 độ C, đồng thời từ km 0 đến km 102 trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn chưa có điểm dừng nghỉ nên lốp xe ô tô chịu áp suất và nhiệt độ cao trong vài giờ liền sẽ gia tăng rủi ro khiến dẫn đến hiện tượng nổ lốp ô tô là lý giải của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, mức nhiệt 63 độ C của mặt đường chắc chắn không phải quá cao và chưa tới hạn khiến ô tô nổ lốp. Trong nhiều lần thử nghiệm về lốp xe, Phó Giáo sư Đàm Quang Phúc đã đo nhiệt độ mặt đường lên tới hơn 70 độ C nhưng không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Vì vậy, theo Phó Giáo sư Phúc, nhiệt độ cao không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nổ lốp xe mà vấn đề là ở chất lượng và tuổi lốp xe.
Cũng theo chuyên gia, việc nổ lớp vì đường nóng chỉ xảy ra đối với những lớp có chất lượng kém, thường xuyên tải nặng hoặc tần suất lăn bánh nhiều nhưng không thay mới theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Còn nếu lớp xe được bảo dưỡng định kỳ, lớp chưa bị mòn tới điểm chỉ dấu cần thay thế, thì việc nổ lớp vì mặt đường nóng là rất khó xảy ra. Thứ nhất là chủ phương tiện không theo khuyến cáo về thời gian sử dụng của lốp. Cái thứ hai nữa là những cái lốp mà không rõ nguồn gốc. Một lý do nữa là có thể là chủ phương tiện sử dụng các cái lốp xe mà nó đã quá cái thời gian cho phép, cũng như là đặc biệt là cái tình trạng khai thác kỹ thuật, ví dụ như là xe lại chở quá tải cho nên là cái tải trọng phân bố lên lốp vượt quá giới hạn cho phép. Để tránh hoang mang cho người dân, nhất là khi tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc này, thì chuyên gia cũng khuyến cáo các cơ quan chức năng cần vào cuộc tìm và phân tích rõ nguyên nhân của tình trạng này. Song vấn đề cốt lõi để hạn chế xe bị nổ lớp thì vẫn nằm ở chính người điều khiển ô tô. Có đúng cái tuổi thọ đó là chúng ta nên thay. Mặc dù nhìn cái lốp xe vẫn còn tốt, thế nhưng thực tế là nó sẽ không đủ an toàn. Rồi nó có bị mòn hay không, chúng ta không nên đi quá những cái giới hạn của nhà sản xuất đã công bố. Thứ ba là chúng ta sẽ kiểm soát là xem là trên xe có hệ thống, ví dụ như những cái xe chúng ta có những hệ thống về cảm biến áp suất lốp thì nó sẽ cảnh báo nhiệt độ tối đa, những nguy hiểm thì chúng ta sẽ tuân thủ những cái việc đấy. Và trong sử dụng thì chúng ta bây giờ nếu mà đi trên những xe đường cao tốc như vậy thì đương nhiên nhiệt độ ảnh hưởng đến, thì người ta có những giải pháp như bơm khí nitơ. Đưa vào khai thác năm 2022, tuyến cao tốc Cam lộ-La Sơn dài trên 100 km đi qua địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Hiện chưa có điểm dừng nghỉ, các lái xe nên kiểm tra kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là lốp trước khi di chuyển vào tuyến cao tốc này là cần thiết. Còn bây giờ là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã chọn đồng hành cùng An Ninh Cận Cảnh vào lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.